cái ngôi nhà này thì nghe nói thì bây giờ đến tổng thống Ngô Đình Diệm họ trả mà chú không bó, thì cái câu chuyện này là có thiệt hay là không bà? Họ nói là trả, kêu trả 1 triệu đô, 1 triệu đô về tỉnh hồi trước à, mà trả 2 lần, Ngô Đình Diệm là vô 2 lần rồi. À, 2 lần nhưng mà chú vẫn không bó à? Trả vô thì cũng là thích làm nhà chỗ nào làm cho. À, nghĩa là mua bón ngôi nhà này cho ông tổng thống đó. Ông tổng thống Ngô Đình Diệm thì bây giờ còn thích nhà ngôi nhà làm nhà chỗ nào thì ông tổng thống cũng sẽ làm chỗ đó cho, nhưng mà ông chú vẫn không bón. À, xin chào mọi người. À, nhắc đến Quảng Nam thì chúng ta không thể nào không nhắc đến nha Hội An và Tháp Mỹ Sơn, và một địa điểm nữa mà chúng ta không thể nào không nhắc đến khi chúng ta không thể nào không nhắc đến khi nói đến Quảng Nam, đó là làng cổ Lộc Yên. À, làng cổ Lộc Yên là một ngôi làng rất là cổ và rất là đẹp ở tại huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Và hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đi khám phá ngôi làng cổ này. Và đồng hành cùng với mình hôm nay thì có một người bạn của mình, đó là bạn Tin, là người ở địa phương này. Bạn Tin là người bạn thân của mình và đồng thời cũng là người dân địa phương đây. Và hôm nay thì mình sẽ đưa mọi người đi khám phá cái ngôi làng này. Và vị trí mình đang đứng đây là ngôi nhà của chú Hoan, là một ngôi nhà được xếp phải gọi là rất đẹp và rất cổ nhất trong cái khu vực này. Và ngôi nhà này thì có nhiều cái rất là đẹp, từ bừa đá đến cái những cảnh quan trong 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 ngôi nhà này. Rồi bây giờ mình sẽ không nói dài dòng nữa, mình sẽ đưa mọi người đi vào phía trong để tham quan cái ngôi nhà này. Đây là cái cảnh quan phía bên ngoài của ngôi nhà cổ đây mọi người. Một ngôi nhà được xây dựng rất là bài bản, từ cổng ngõ đến đến hàng rào, rất là đẹp luôn. Đây là cảnh quan phía bên ngoài của cái nhà cổ này. Rồi, chúng ta bây giờ sẽ tiến hành vào phía trong để tiếp tục khám phá về cái ngôi nhà cổ này. Mọi người thấy cảnh quan rất là yên bình và rất là đẹp không ạ? À, cái đặc điểm mà nổi bật nhất của cái những ngôi làng cổ này là những cái bờ đá này mọi người. Mọi người, đá này được xây dựng, người dân đây rất là tỉ mỉ xây dựng. Mọi người này sử dụng đá để xách chắc những cái bờ này, nó để giữ đất, và thứ hai là nó giữ đất, và thứ hai là nó tạo ra cảnh quan của cái ngôi làng rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy hai bên là được trồng trà tà và giữa là lốp đá rất là đẹp. Mọi người nhìn thấy cái bờ đá chắc rất là tỉ mỉ, rất là đẹp không ạ? Đi bạn. 200 năm. Cái bờ đá này hả? Cái lịch sử của cái nhà này là từ là như thế nào? Là họ được xây dựng được lâu lâu chưa? 200 năm. À. Mọi người nhìn thấy những bờ đá không ạ? Được xây dựng rất là được chắc, rất là tỉ mỉ, rất là cầu kỳ.
tổ cảnh quan rất là đẹp. Mọi người khi đến với quận Nam thì mong mọi người ghé thăm làng cổ Lộc Yên ở tại Tiên Phước, quận Nam, ở tại thôn làng cổ Lộc Yên tại Tiên Cảnh, Tiên Phước, quận Nam. Một cái làng rất là đẹp mọi người, được người dân đây xây dựng rất là đẹp và rất là cổ kính. Cảnh quan thì vườn thì được trồng rất là nhiều loại cây ăn quả. Cô ơi, con xin chú mười rồi. Dạ. Này con gái rồi con. Đi bạn rồi phía xa luôn cho bọn quái luôn để vô nhờ bọn nhỏ. À rồi, đi bọn đi trước đi. Bọn nhà mà giới thiệu có thể lên trước mà biết ở đây mà biết hơn và giới thiệu về cái ngôi nhà này cho mọi người. Mọi người biết về cái nhà này như thế nào, giá trị của ngôi nhà thế nào. Cái gì bà? Cái bậc hè này hả? À được xây dựng. Mọi người nhìn thấy này, được xây dựng rất là kỹ, rất là cầu kỳ này. Xuống bằng thằng mọi người thấy không? Đó mà người dân đây, cái sự tỉ mỉ của mình là xây dựng cái bậc này. Tổ cảnh quan rất là đẹp. Thứ hai là nó giữ đất mọi người. Cái mục đích chính của cái bờ đá này, con nguyên thủy của cái mục đích chính của cái bờ đá này á, là mục đích để giữ đất nó không bị trôi, do cái đặc điểm ở vùng quê Tiên Phước quận Nam mình á là trung du miền núi nên đồi núi là nhiều, do đó đất cái dễ bị rửa trôi á, do đó người ta xây dựng cái bờ đá này để mục đích là giữ đất. Tuy nhiên là với cái sự thẩm mỹ và tỉ mỉ của người dân lên đây thì xây dựng ra những cái bờ đá rất không những là giữ đất mà còn nó tạo ra cảnh quan rất là đẹp. Mọi người nhìn này, đẹp. Thưa cô, dạ. Mọi người thấy bờ đá đẹp không ạ? Mọi người nếu thấy đẹp thì cho mình một like mà cho mình một like phía dưới à. Được xây dựng một cách tỉ mỉ rất là đẹp. Toàn là đá tự nhiên, đá ở trong ở thôn quê mình đó mọi người. Người ta khai thác ra và người ta chắc lại sử dụng để chắc lại đây. Quá đẹp. Như phía trong nhà là có cái nhà rất là cổ nữa, đúng không ạ? Rồi bây giờ mình sẽ đưa mọi người vô thăm một ngôi nhà mà tổng thống đã từng trả giá nhưng mà chủ nhà đã không bán và giữ lại. Vua đình gì mà? À. Đây là ngôi nhà cổ nhất, gọi của một trong những ngôi nhà gọi như cổ nhất Việt Nam đây mọi người. Tổng thống mua định gì mà trả nhưng mà chủ nhà không bán và quyết định giữ lại đến ngày hôm nay đây. À, đây là hồi xưa làm gì có làm máy móc đâu lộn, đúng không? Thủ công là bằng tay không? Mọi người thấy ngôi nhà cổ đẹp không ạ? Không những kẹp mà có không những đẹp mà còn giá trị lịch sử nè. Dạ được rồi cô. Con mới ở nhà con mới cua. Con có nước rồi. Thôi cô cứ để dạ mới. Nước rồi.
Mới giới thiệu mọi người, đây là cái bàn tự xay mọi người. Cái bàn này thì nó tự động xay. Nếu như mà một có số lượng người đông đứng xung quanh cái bàn này và đặt cái tay lên thì nó sẽ tự động nó xay. Không cần tác động lực gì hết, nó tự động xay. Nên gỡ cần bao nhiêu người nó bàn để xay được à, bà đi? 2-3 người được. Tôi với bạn làm thì bạn ở xay không? Nữa hả? Hả? À, bạn tin nha, bạn là người dân địa phương đây. Có lẽ là bạn biết nhiều về cái ngôi nhà này. Thì bây giờ bạn có thể là nói thêm về cái ngôi nhà này để cho mọi người biết về cái giá trị của ngôi nhà, giá trị lịch sử của ngôi nhà này là như thế nào không bạn tin? Cái này, nhà này thì có cách đây khoảng 200 năm. À. Có hồi đó là thi thợ ngồi Hội An đó, vô Huế rồi vô làm, nhưng cũng hai cha con mà làm. Ừ. 5 năm trời. Ừ. Ở làm súc, ăn ở là như làm súc cắt toàn hồ bang là làm bằng bà ấy không à. Bà ấy không hồ bang rồi thì thích lòng bàn tay chung lòng bàn tay không à. Ờ, thấy cái hồi xưa thì làm như máy móc được, máy móc thì bây giờ thôi, chứ ngoài xưa làm như có máy móc đúng không? Thì máy thợ là giờ thợ chờ không bằng như là như những kẻ ở đồ chi là như họ làm bất kỳ. Cái ngôi nhà này thì nghe nói thì bây giờ đến tổng thống Ngô Đình Diệm họ trả mà chủ không bó, thì cái câu chuyện này là có thiệt hay là không bà? Hồi đó là trả, kêu là trả một triệu đô về tỉnh ta hồi trước mà trả hai lần, Ngô Đình Diệm vô hai lần rồi. À, hai lần nhưng mà chú vẫn không bó à? Trả vô cũng là thích làm nhà chỗ nào à, nghĩa là mua bón ngôi nhà này cho ông tổng thống đó, ông tổng thống Ngô Đình Diệm. Thì bây giờ còn thích nhà ngôi nhà làm nhà chỗ nào thì ông tổng thống còn sẽ làm chỗ đó cho, nhưng mà ông chú vẫn không bón. Đây là cảnh quan phía bên ngoài của ngôi nhà đây mọi người, nó cổ kính từ cổng ngõ đấy nha, đến ngôi nhà rất là đẹp, từ cái bờ đá để chắc để giữ đất đến cái những hoa vàng trên phía trong ngôi nhà đều rất là cổ, rất là đẹp. Một lần nữa mình mong mọi người khi những du khách khi biết khi ghé thăm du lịch ở Quận Nam thì xin mời mọi người đến nha quê hương làng cổ Lộc Yên để chúng ta để tham quan khám phá. Ở nơi đây không phải không chỉ một ngôi nhà này mà còn nhiều ngôi nhà khác nữa, mang nét cổ kính và nó rất truyền thống của người dân địa phương ở đây, rất là đẹp. Mọi người thấy cảnh quan không ạ? Rất là mát mẻ, rất là bình yên. Phía trước mọi người là những cái bồng bon đây mọi người. Cái bồng bon này thì cái cây gọi là đặc sản của người dân địa phương nơi đây. Trái rất là ngon. Tuy nhiên là thời gian vừa qua là do ảnh hưởng của thời tiết bị bão, do đó cây nó bị mất sức và chưa nó năm đây thì không được trái, không có trái. Chứ còn bồng bon đây là mùa đây là thường thường là rất là nhiều trái. Và trái rất là ngon đó mọi người. Bồng bon là trái ngày xưa người cũng là đặc sản người rồi, tiếng vua đấy. Trồng cho vua ăn đấy. Đây, cái bồng bon này, cái bồng bon quê mình đây. Mọi người một lần nữa mọi người quan sát cái bờ đá này, cái hướng ngược lại này, người ta chắc từng bật cái địa hình ở Quận Nam mình, và đặc biệt là người ở Tiên Phước mình á, là trung du miền núi, do đó là nó từng bật như vậy. Và khi người ta họ muốn xây dựng vườn hay là làm nhà thì người ta phải xây từng bậc như vậy để có thế đi lên. Vì ghé thăm ngôi nhà cổ của chú Hoan tại thôn làng cổ Lộc Yên, tiên cảnh Tiên Phước Quận Nam đến đây thì cũng đã xong rồi. Một lần nữa mình mong mọi người khi ghé thăm quê hương Quận Nam thì mà mọi người hãy đến với làng cổ Lộc Yên để tham quan. Một lần nữa xin chúc mọi người sức khỏe ạ. Xin tạm biệt mọi người. Rồi mình xin dừng video tại đây.